Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 32 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ổ dịch công ty may Minh Anh bước đầu được kiểm soát với việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân để bóc tách F0. Trong đó, huyện Yên Mỹ ghi nhận 27 ca gồm 17 ca trong khu phong tỏa công ty may Minh Anh. Các ca này đã được tiêm 2 mũi vaccine Verocell. 10 ca ghi nhận trong các khu cách ly tập trung và phong tỏa liên quan đến các ổ dịch thôn Trai Trang và thôn Ông Tố ở thị trấn Yên Mỹ. Huyện Yên Mỹ phong tỏa thêm 5 điểm để phòng chống dịch COVID-19. Huyện Ân Thi ghi nhận 2 ca ở xã Văn Nhuệ từ thành phố Hồ Chí Minh về đã được cách ly tập trung. Huyện Kim Động ghi nhận 2 ca ở xã Toàn Thắng là lái xe Bắc Nam đã được cách ly ngay sau khi từ tỉnh Đồng Nai về. Huyện Văn Giang ghi nhận 1 ca từ thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly tại nhà. Hiện toàn tỉnh đang cách ly gần 14.000 người, có trên 40 điểm phải phong tỏa để phòng chống dịch.